nam thanh niên tâm thần truy sát ba người trong gia đình thương vong. Nữ chấp hành viên cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh hẹn đương sự vào bệnh viện sản để đưa nhận tiền hối lộ. Làm rõ việc lôi kéo hơn 100 học sinh tham gia tụ tập phản đối xây cảng. Xác minh người đàn ông khuyết tật bị giật 200 tờ vé số ở thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục mưa lớn. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Lao Động. Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình, sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây tại Bình Định, trong lúc lên cơn tâm thần, một nam thanh niên đã dùng dựa truy sát ba người trong gia đình, khiến cha và anh ruột tử vong, còn mẹ bị thương rất nặng. Theo đó, lãnh đạo công an tỉnh Bình Định cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Thanh Cường, 34 tuổi, ngụ thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định để điều tra về hành vi giết người. Thông tin ban đầu, Hồ Thanh Cường là người khuyết tật, đang điều trị bệnh tâm thần ngoại trú. Khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, trong lúc lên cơn tâm thần, Cường đã dùng dựa truy đuổi nhiều người thân trong gia đình. Hậu quả cha của Cường là ông Hồ Hữu Cảnh, 73 tuổi, tử vong tại chỗ. Anh trai Hồ là Quốc Nhật, 42 tuổi, tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn mẹ là bà Trương Thị Dự, 73 tuổi, bị thương rất nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Sau vụ việc, lực lượng công an đã đến hiện trường tạm giữ đối tượng Cường. Theo người dân địa phương, đối tượng Hồ Thanh Cường có biểu hiện bị bệnh tâm thần nên tâm lý thường xuyên bất ổn. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Kim Thanh Hạnh, sinh năm 1979, ngụ tại tỉnh Vĩnh Phúc, nguyên là chấp hành viên Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh về tội nhận hối lộ. Đối tượng này đã hẹn gặp đương sự vào bệnh viện sản để đưa nhận tiền hối lộ. Theo hồ sơ vụ việc, bị can Kim Thanh Hạnh được phân công tổ chức thi hành bản án số 1541-2019-DSST ngày 5 tháng 11 năm 2019 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định thi hành án, bà NTBN sinh sống tại Hoa Kỳ phải trả cho ông NQV số tiền gần 2,6 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh do chậm thi hành án. Theo đó vào tháng 11 năm 2020, cục trưởng cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 266/QĐ-CTHADS về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà N theo đơn đề nghị tạm hoãn xuất cảnh của ông NQV để đảm bảo thi hành án. Tháng 11 năm 2022, vợ chồng bà N từ Hoa Kỳ về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Khi làm thủ tục nhập cảnh, bà N được cán bộ hải quan thông báo đang bị tạm hoãn xuất cảnh. Chiều ngày 12 tháng 12 năm 2022, bà N đến cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh gặp Kim Thanh Hạnh. Tại đây, bà N trình bày sẽ nộp tiền thi hành án xong sớm và nhờ Hạnh giúp đỡ làm nhanh thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh để trở về Hoa Kỳ sinh con. Hạnh đồng ý. Sau đó Hạnh nói với vợ chồng bà N về việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh sẽ mất nhiều thời gian, công sức, muốn làm nhanh phải lo chi phí để đưa cho nhiều người. Vợ chồng bà N hỏi bao nhiêu thì Hạnh ghi số tiền 500 triệu đồng vào giấy và đưa cho vợ chồng bà N xem. Vì số tiền quá lớn nên chồng bà N đề nghị giảm bớt và Hạnh đồng ý bằng cách sử dụng điện thoại di động của mình soạn tin nhắn có số 350 tức 350 triệu đồng do vợ chồng bà N muốn về Hoa Kỳ sớm nên đồng ý. Ngày 20 tháng 12 năm 2022, Hạnh điện thoại hẹn gặp vợ chồng bà N để làm việc tại bệnh viện phụ sản Mê Công, quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, vợ chồng bà N đưa 350 triệu đồng cho Hạnh, thì bị cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phát hiện bắt quả tàng tại khu vực hành lang khoa khám bệnh của bệnh viện cùng tang vật. Quá trình điều tra, Hạnh khai báo quanh co, không thể nhận hành vi phạm tội. Hạnh cho rằng không yêu cầu vợ chồng bà N phải đưa cho mình số tiền 350 triệu đồng. Khi Hạnh nhận túi giấy từ vợ chồng bà N thì nghĩ đây là quà cảm ơn, không biết bên trong có bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, dựa vào lời khai của vợ chồng bà N cùng file ghi âm, tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, đủ căn cứ xác định bị can Kim Thanh Hạnh đã vụ lợi cá nhân, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để nhận số tiền hối lộ là 350 triệu đồng. Vừa qua, tại quán cà phê Hoa Cúc ở ấp Thạnh Lập, xã Thanh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, nhóm 7 đối tượng tay cầm hung khí tự chế, gạch đá, ghế nhựa xông vào quán gây gổ với một thanh niên khác. Hiện công an đang xác minh, làm rõ vụ việc theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, Long An, Nguyễn Hoàng Vũ cho biết, công an xã đã có mặt tại hiện trường xác minh sự việc, đồng thời mời chủ quán cà phê lên làm việc để xác định nguyên nhân nhóm thanh niên có hành động côn đồ, cầm hung khí đập phá tài sản và đe dọa mạng người. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 29 tháng 10, nhóm 7 thanh niên tuổi từ 20 đến 23 chạy xe đậu trước cổng quán cà phê Hoa Cúc ở ấp Thạnh Lập, xã Thành Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Khi xuống xe, một số đối tượng rút dao tự chế giấu dưới yên xe xông vào bên trong, tìm kiếm thanh niên có mâu thuẫn với nhóm này. Nhìn thấy đông người, thanh niên ngồi bên trong chạy vào thềm cửa, tay cầm đoạn cây để tự vệ. Nhóm đối tượng chạy vào vừa thách thức, vừa chửi, vừa cầm ghế nhựa, gạch đá ném về phía thanh niên đang đứng cùng người phụ nữ. Theo chủ quán, đây là nhóm thanh niên sống tại địa phương, nhiều lần đến đây uống cà phê, còn việc mâu thuẫn thế nào thì chưa biết rõ theo camera an ninh ghi lại, nhóm này đập phá một thời gian khá lâu rồi mới rời đi. Xin được chuyển sang các tin tức xã hội đáng chú ý khác, liên quan đến vụ người dân tụ tập phản đối việc xây dựng cảng ở xã Hải Hà thị xã Nghi Sơn Thanh Hóa, cơ quan công an đã mời thêm một số người lên làm việc nhằm làm rõ việc dụ dỗ lôi kéo hơn 100 học sinh nghỉ học để tham gia tụ tập. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng tại bên số 3, dự án cảng container Long Sơn, Công an thị xã Nghi Sơn đã tiếp tục triệu tập và làm việc với một số cá nhân để làm rõ về hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân thực hiện hành vi gây dối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Theo Công an Thanh Hóa, trước đó ngày 23 tháng 10, dù đã được cấp ủy chính quyền mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các ngành chức năng thị xã Nghi Sơn tích cực tuyên truyền vận động, nhưng khoảng 300 người dân ở xã Hải Hà đã tập trung tại nơi khởi công dự án bên số 3 cảng container Long Sơn, tổ chức căng băng rôn, tuần hành phản đối triển khai dự án. Đặc biệt, những ngày sau đó, nhiều người dân vẫn tụ tập tại khu vực này để cản trở nhà thầu thi công. Theo thống kê, có hơn 100 trẻ em đã bị dụ dỗ lôi kéo buộc nghỉ học để tham gia hoạt động này. Cũng liên quan đến vụ việc này, trước đó ngày 28 tháng 10, Công an thị xã Nghi Sơn đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cao Thị Lĩnh, 32 tuổi, trú tại thôn Hà Đông, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn. Đây là đối tượng cầm đầu trong việc xúi dục kích động người dân địa phương gây dối trật tự công cộng. Quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ một số tài liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra. Mới đây công an huyện Củ Chi đã có mặt giải quyết hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe container và xe máy xảy ra trên địa bàn xã Tân Thông Hội khiến một người tử vong tại chỗ. Khoảng 12 giờ ngày 30 tháng 10, công an huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe container và xe máy xảy ra trên quốc lộ 22, xã Tân Thông Hội. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 30 tháng 10, xe container biển số 51C 34687 chạy trên quốc lộ 22 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh. Khi xe còn cách giao lộ quốc lộ 22 khoảng 100m thì bất ngờ tông ngã đổ hàng loạt giải phân cách, lao sang xe máy bên cạnh. Chiếc xe container tông trúng một xe máy biển số thành phố Hồ Chí Minh do người phụ nữ cầm lái lưu thông cùng chiều. Hậu quả, người phụ nữ chạy xe máy tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đến giải quyết hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, trên người nạn nhân có một số giấy tờ và thẻ công nhân mang tên NTH 38 tuổi. Vừa qua thông tin một thanh niên khuyết tật bị cướp giật 200 tờ vé số ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã gây xôn xao dư luận. Hiện công an huyện Bình Chánh đã vào cuộc xác minh điều tra vụ việc. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin người đàn ông khuyết tật bị giật 200 tờ vé số. Phát hiện vụ việc, một số người dân địa phương đã viết bảng kêu gọi giúp đỡ nạn nhân. Qua xác minh, người đàn ông khuyết tật trong vụ việc tên LDK, ngoài 30 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 28 tháng 10 trên đường Võ Văn Vân, thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Theo người dân, thời điểm trên, họ thấy ông ca đi bán vé số dạo trên đường Võ Văn Vân. Lúc này, có một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tiếp cận mua rồi rời đi. Sau đó, họ thấy ông ca bật khóc, ra hiệu bị giật mất 200 tờ vé số. Trước hoàn cảnh trên, một số người đã góp tiền giúp ông ca bù lại số vé vừa bị mất và viết bảng nhờ sự giúp đỡ của người đi đường. Một người dân cho biết thêm, ông ca bị bệnh từ nhỏ đi lại khó khăn, chân không bước được như người bình thường, nói chậm, nói không rõ chữ. Liên quan vụ việc, công an xã Vĩnh Lộc B phối hợp công an huyện Bình Chánh đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, lấy lời khai của những người liên quan, trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh để xác minh làm rõ. Kết thúc chương trình là những tin tức về dự báo thời tiết 10 ngày tới. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mùng 1 tháng 11. Từ đêm ngày 30 đến ngày 31 tháng 10, Bắc Bộ từ ngày 30 tháng 10 có mưa vài nơi, trưa chiều hừng nắng bắc trung bộ và trung trung bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và dài rác có rông các khu vực khác có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực tây nguyên nam bộ chiều tối và tối có mưa rào rông dài rác cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp Nhận định thời tiết từ đêm ngày 31 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm ngày 31 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 11 có mưa rào và rông rải rác. Tây Nguyên Nam Bộ từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 11 chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.